năm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Thương ôi con Đức Chúa Trời ra đời chịu trăm nghìn sự thương khó cho đến chết vì tội thiên hạ. Thứ nhất thì ngắm khi Đức Chúa Giêsu đã đến ngày dọn chịu nạn mà chuộc tội cho thiên hạ, thì có thằng Giu-đa là đầy tớ Đức Chúa Giêsu đã nuôi nó nhiều năm, dạy dỗ những sự hiền lành mà quỷ dục lòng nó ban Đức Chúa Giêsu cho quân rú rêu 30 đồng y bạc. Y vậy Đức Chúa Giêsu thương thiên hạ toàn liều mình chịu chết, thì giả Đức Mẹ mà đi thành Giêsu xa ý lem ý là kẻ trợ nước Giu-đê-a sóng le trước chịu nạn, thì đêm ấy Đức Chúa Giêsu lấy nước mà quỳ xuống giữa chân cho các đầy tới cả cùng giữa chân thằng Giu-đa với chẳng những nước không cùng lấy nước mắt giữa chân nói nữa, vì thương tiếc linh hồn ấy dình mất niềm. Đoạn Đức Chúa Giêsu truyền phép thanh thể cho thiên hạ mà nuôi lấy linh hồn loài người ta cho đến hết đời. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy cha, mười kinh kính mừng đội ơn Đức Chúa Giêsu đã truyền phép thịt máu mình cho chúng tôi. Xin lại xin xuống ý sức dự đạo cho trọn, chớ bắt trước thằng Giu-đa ban Đức Chúa Giêsu làm ý vậy. Amen. Thứ hai thì ngắm khi Đức Chúa Giêsu đêm ấy thấy tội thiên hạ cùng thằng Giu-đa phải xa hoa ngục cùng kẻ ngày sau theo ý lo, thì Đức
Chúa Giêsu, lo buồn sầu lã liền vào một vườn làng ấy gọi là Diệt Simali. Thế chọn ba đầy tớ đi cùng, một là ông Thánh Phêrô, hai là ông Thánh Ra-cô-bê, ba là ông Thánh Gioan. Thế Đức Chúa Giêsu sắp mình xuống đất cầu cùng Đức Chúa Cha ba lần. Đang khi còn nguyện thì Đức Chúa Cha sai một thiên thần yên ủi Đức Chúa Giêsu vào chịu lán cho cả ba loài người ta được khỏi tội. Đoạn Đức Chúa Giêsu lo lắm cho nên nhọc cả và mình, nhưng mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất. Khi ngã mấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy cha, mười kinh kính mừng. Thương Đức Chúa Giêsu lo buồn vì chúng tôi, xin dốc lòng chứa mọi tội, làm cho Đức Chúa Giêsu lo buồn làm vậy. Amen. Thứ bài thì ngắm khi Đức Chúa Giêsu đã biết thằng Giu-đa cùng các quân giờ đã đến gần, thì Đức Chúa Giêsu ra rước nó. Bây giờ thằng Giu-đa ra trước đến hôn mặt Đức Chúa Giêsu, mà người đã biết lòng nói độc thì nhịn mà chào nói. Đoạn liền hỏi các quân giữ rằng, bài đi tìm ai? Nó thừa rằng chúng ta đi tìm Giêsu Nazareth. Bây giờ Đức Chúa Giêsu phán rằng, này ta nó liền ngã
đoàn Đức Chúa Giêsu cho nó đứng dậy mà lại hỏi như khi trước, nó lại thưa như vậy thì người mới phó mình cho nó bắt khê ông Thánh Phê-rô chém đứt tay một người đầy tớ thầy cả du dêu, mà Đức Chúa Giêsu của ông Thánh Phêrô cùng chữa tay thằng ấy cho đại. Bây giờ quân giờ lấy loài tội sắt cùng giấy ra mà buộc cổ và trói tay Đức Chúa Giêsu cũng đâm miệng 30 lần mà lôi đi. Đêm ấy người ngã xuống đất 7 lần mà quân giờ đạp dậy, có kẻ lấy lọng gươm mà thúc, có kẻ lấy đuốc khoa trước mặt lại châm vào mình cho tắt nghỉ đi. Sau nữa đến sông thì nó đi trên cầu mà dòng dây bắt Đức Chúa Giêsu lội dưới sông lạnh lẽo rải rác khê ngã bấy nhiêu sợ thì nguyện một kinh lạy cha 10 kinh mừng thương Đức Chúa Giêsu xưa chịu khó vì chúng tôi, xin mở dây là tội buộc linh hồn chúng tôi. Amen. Ê thơ bốn ê chịu nhiều sợ khổ
con khó trong nhà ấy, đoạn mới nộp cho cái phải. Bây giờ coi một người các quan xó tay vào bao sắt mà vẽ ngang mặt Đức Chúa Giêsu trước mặt Thiên Hải. Thầy cả Du Gieo nghe thầy Đức Chúa Giêsu xưng danh mình là con Đức Chúa Trời thì mong rằng đã thấy nó nói lời lỗi lầm vậy, còn tìm chứng nào làm chi nữa mà chẳng giết đi cho rồi. Đêm ấy quân dự bắt trói cánh tay Đức Chúa Giêsu vào cột đá mà lấy khăn che mặt đi, đoạn mới nhổ cùng giật tóc và râu Đức Chúa Giêsu lại lấy roi cùng bên dưới rồi đi đánh ngang mặt lại vã thâu đêm 400 lần. Đêm ấy có kẻ hỏi ông Thánh Phêrô rằng mẹ phải đợi tớ rê xu chăng? Thì ông Thánh Phêrô liền sợ mà trôi vai lần rằng mình chẳng biết người ấy là ai. Đức Chúa Giêsu thương mà chờ mặt ra xem ông Thánh Phêrô, bây giờ người mới ăn năn tội ấy lắm ra ngoài khóc lóc chẳng có khi đừng nghĩ trọn đời đến sớm mai gà gây nhớ đến tội xưa liền khóc lòng khi ngắm bấy nhiêu sợ thề nguyện một kinh lại cha mười kinh kinh mừng thương Đức Chúa Giêsu cho chúng tôi mạnh sức mà xưng đạo Đức Chúa Giêsu ra kéo ngày nào trôi chẳng miền.
chộp được Chúa Giêsu vì cho quan chân thủ tên là Phi-la-tô mà quan ấy sẽ đi chẳng thấy sự gì lỗi vì thì khiến tha nhưng mà quan ấy kêu can chẳng nghĩ cho thì phi la tô về phó đức Chúa Giêsu về cho mặc vua mà Hê-rô-đê hỏi mọi lẽ thì sống lẽ Đức Chúa Giê-xu thì chẳng thưa một điều cho nên vua ấy giận mà chê người này dài nào biết đi gì mà nộp cho tao xét làm ý sao. Đoạn khiến lấy áo trắng cho mặc rằng người dài thì mặc áo ấy mà đem về cha quan phi la tô khi còn đi dọc đàng thì cả quan ấy thì đánh Đức Chúa Giêsu cũng làm những sự xấu y hồ y phía la tô y thấy Đức Chúa Giêsu thì y thương về vốn thôi du rêu y đến ngày lễ cả thường tha một người tù cũng có đưa trộm cướp giết người tên là Ba-ra-ba cầm đầy thì Phi-la-tô hỏi dân rằng một là Giê-xu hai là Ba-ra-ba thì bảy muôn thai thì bảy chơi
Ý xưa chiều sâu y hồ vì chúng tôi, Ý xin cho chúng tôi Ý được lòng kính mến Đức Chúa Giêsu, Ý trên hết mọi sự, Ý chờ bắt trước quân du rêu, Ý yêu kẻ gian dữ mà bỏ mạch mọi sự lành là mi chi. Amen. Ý thứ sáu ý thì ngâm, ý khi phi lai tô thấy chân chẳng chịu tha được nghi Chúa Giêsu, Ý phó cho ý một ý cờ ý quân là 660 sau ý người, thì khiến ý đánh ý đức ý Chúa Giêsu, Ý cho ý đẹp mì lòng quân du ý xêu im, Ý bây giờ ý lôi lột nào ý ra, Ý liền trói chân đi tay vào cột đá, Ý lấy ngành gai dây ra cùng loài tỏi sắt, Ý đánh cả và mình đức nghi Chúa Giêsu, Ý sư năm ý nghìn đòn im, Ý trói nên nát hết thịt ý ra, Ý xem thấy xương chẳng còn nơi đâu ý lành, Ý mặt mũi chẳng còn hình tượng người ta ý nữa, Ý sống ý lẽ bấy nhiêu quân ấy chẳng có ai thương đức ý Chúa Giêsu xót im, Ý nó đánh ý nhọc mọi tay, Ý nhưng ý mà ý trong ý lòng người còn muốn ý chịu khó nữa vì tội thiên ý hạ im, Ý khi ngắm ý bấy nhiêu ý sự thì nguyện một ý kinh ý lạy cha, mười kinh kinh ý mừng im, thường ý đức ý Chúa Giêsu phải đòn như kẻ trộm ý cướp trước ý mặt thiên ý hạ im, Ý xin ý cho chúng ý tôi dốc lòng chừa tội, Ý làm ý cho đức ý Chúa Giêsu phải đòn làm ý vậy. Amen.
bảy thì ngã thế quân đi giờ đã nay nghe Đức Chúa Giêsu đoán thì người mặc áo mà áo ấy dính máu nơi dây đòn đánh thì quân đi giờ này giật áo đi cho lên máu nơi dầu đòn đã nghe lại chảy mặc một áo ê đỏ đoạn này những gai khoanh tròn làm nên đóng vào đầu Đức ê Chúa Giêsu bảy mươi máu chảy xuống đầy mặt dòng dòng nói niệm khiến người ngồi đoán quỳ xuống nhau rằng có đưa lấy rồi mà và trên gai lọt vào cho lắm có nè thì và ngang mặt cho lên máu trong miệng chảy ra khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy cha mười kinh kính mừng thương Đức Chúa là Chúa đất trời đất xin cho chúng tôi giờ phượng cùng hình mến trên hết mọi sự. Amen. Thứ tam ế thì ngắm khi phi la tu thấy các quan làm khôn Đức Chúa Giêsu qua lẽ lầm ế thì thương mà ngỡ dân xem thấy hình tượng khôn lạn làm y vậy thì cũng thương chẳng thì phi la tô đem người lên nơi cao trước mặt thiên hạ mà rằng lạy là người ấy
thì dân liền kêu lên ý rằng: đem đi, đóng đánh nó vào cây thập giá. Thì Phi La Tô lại rằng: ta đóng đánh vua bay làm mi sao? Thì dân thưa rằng: chúng tôi có một vua tên là Xê Gia Dê Mãi Trời. Bây giờ Phi La Tô thấy mất công hại dân cao mình cùng vua chăng? Thì phó Đức Chúa Giêsu cho dân đem đi giết. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy cha, mười kinh kinh mừng. Thượng Đức Chúa Giêsu, xin cho chúng tôi dự nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu cho đến trọn đời, chớ mắn trước quân rú rêu chẳng nhìn Đức Chúa Giêsu làm ý vậy. Amen. Thứ chi nế thì ngắm, khi quân du rêu đông cây thanh giai lặng lắm, mà lo khiến Đức Chúa Giêsu vác đi, thì người yêu nhọc hết sức vác đi lâu ngã xuống đất. Mà quân dư chẳng thương, lại đạp dậy dục đi cho chóng. Sau lửa lối sợ người chết dọc đường, ý chẳng đến lời chăng, ý nói mượn một người đi đàng vác đỡ. Khi ấy ca và thiên hạ theo mà xem, sóng lẻ những người mến Đức Chúa Giêsu thì thương khóc lóc, mà người trơ mắt lại rằng: con thành Giêsu-sa-lem chớ khóc thương ta làm chi? Một
khóc thương bay cùng con cháu bay. Ngày sau phải khôn mà chờ, đang khi người còn vác thanh ra đi thì có một bà tên là Veronica thấy mặt mũi Đức Chúa Giêsu những máu chảy ra thì bà ấy trao khăn cho người lọt mặt đi hết hình tượng mặt liền in vào trong khăn ấy. Rồi hay còn ở thành Roma khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy cha, mười kinh kính mừng thương Đức Chúa Giêsu phác thanh ra lặng nghe vì tội chúng tôi, thì xin cho chúng tôi được lòng ghét tội kẻo làm khôn cho Đức Chúa Giêsu làm vậy. Amen. Ê thơ ê mười thì ngã giờ đem Đức Chúa Giêsu lên lôi tên ý là Cà La Va Ri Ô là lời nhưng sọ kẻ phải chết vì có tội lỗi mà quân ấy khiến Đức Chúa Giêsu uống rượu với của đắng đoạn nó lột áo ra những máu lơi dầu đòn đánh lại chảy ra theo ý. Bây giờ lò bát Đức Chúa Giêsu làm ngựa trên thánh giá liền lấy búa đóng đanh tay tả tay hiệu thì lò buộc kéo hết sức liền gian xương ngược ra cho lên Đức Chúa Giêsu đau lắm đoạn nó lại kéo hai chân xuống cho đến lỗ lò làm đa sản mà đóng đành vào bây giờ các quan lấy một ván viết
viết chữ vào rằng Giê-xu Na-ra-ren là vua Du-rêu đoàn đóng văn ấy vào thành ra quan viết chữ ấy cho xấu hổ sóng lê y Đức Chúa Trời khiến viết chữ ấy cho thiên hạ biết Đức Chúa Giê-xu dù mà chịu hèn hạ làm vậy thì cũng là vua thật dù rêu cùng khắp mọi nước đoạn nó đào lộ dâng thánh giá lên khi ấy giấu hai tay Đức Chúa Giê-xu bởi sắc lặng thì sách ra mau chảy xuống đất dòng dòng bây giờ bốn người càng quan lấy áo ngoài đường Chúa Giê-xu cắt chia ra làm bốn phần còn áo trong thì để vậy mà bán thăm ai được thì lấy hết đi đoạn nhường sai cùng cả quan cả và thiên hạ nhạo cười làm cho xấu hổ mà đứng Chúa Giê-xu nguyện rằng con xin Đức Chúa Cha tha tội cho nó vì lầm chẳng biết khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy cha mười kinh kế mừng thượng đương Chúa Giê-xu chịu đóng đanh vì cả và loài người ta xin dâng mình chúng tôi cho Đức Chúa Giê-xu vì đã lấy hết máu trong mình mà chuộc tội cho thiên hạ. Amen. Thứ mười một thì ngắm khi quân giữ đóng đánh Đức Chúa Giê-xu cùng đóng đánh hai người trộm cướp hai bên mà đứa bên ta mang Đức Chúa Giê-xu rằng phải con Đức Chúa Trời
sao chẳng chữa mình cùng chữa ta lưỡi. Bây giờ người bên hiếu mang lòi rằng ta là kẻ có tội, đang xa hỏa ngục chịu đong đánh thì thần phải là hồ người có tội lỗi gì mà chịu làm vậy. Sao mày tranh người làm chi, đoạn xin cùng Đức Chúa Giêsu rằng: lạy Chúa tôi, khi lão lên nước trên trời nhớ đến tôi cùng. Bây giờ Đức Chúa Giêsu trở mặt lại cùng người ấy mà phán rằng: thật hôm nay ta cho mày ở nơi vui vẻ cùng ta ý. Sau lửa dân thanh, Đức Mẹ mang tiếng đã đem con đi giết đi, thì người đi theo dòng đàng thấy máu con rơi, mà đến nơi Đức Chúa Giêsu chịu lan sinh lên muôn vật, chịu lan cùng chịu sâu hổ giường ấy, thì ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh lạy cha, mười kinh kinh mừng. Thường Đức Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ xin cho chúng tôi được làm con dân thánh Đức Bà, như ông Thánh Gioan thuở xưa. Amen. Ý thứ 12 thì ngắm: khi Đức Chúa Giêsu một giờ rưỡi ở trên thánh giá mà ở lặng cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha thầm thì, đoàn Đức Chúa Giêsu than thở cả tiếng rằng: Đức Chúa Cha, để con chịu một mình làm sao? Y người nói làm vậy cho thiên hạ biết, Đức Chúa Giêsu chịu thương khó, hết lòng hết sức vì chúng con. Đoạn Đức Chúa Giêsu mất máu thì kêu rằng: khát nước.
quân dư liền lấy dâm đưa lên cho uống. Bây giờ người phán rằng đa đoạn ấy là hết việc chuộc tội thiên hạ. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy cha, mười kinh kính mừng thương Đức Chúa Giêsu, xin cho chúng con đẹp lòng Đức Chúa Giêsu liên, chớ bắt trước quân du rêu lấy của Chúa cho uống. Ấy là chớ làm tội lỗi mất lòng Đức Chúa Giêsu nữa. Amen. Ý thứ mười ba thì ngắm, khi Đức Chúa Giêsu đã chảy hết máu mình ra, con mắt thì nõm vào mặt, mũi thì xanh xao, liền kêu ca tiếng rằng con phó linh hồn ở tay Đức Chúa Cha. Đoạn thì gục đầu xuống bên Đức Mẹ đứng, như giá Đức Mẹ vậy mà linh hồn cực trọng ấy ra khỏi xác niền sinh nhi thì bây giờ cả và thiên hạ liền đóng núi non nà đá thơ sẽ ra làm hai, một kẻ chết bóng chốc liền mở ra, mà trời đất thì Chúa Giêsu đã chịu chết vì tội thiên hạ. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh này cha, mười kinh kinh mừng đội ơn cha cả đã chịu chết vì con dư là chúng tôi,
xin dốc lòng chứa mọi tội làm cho Đức Chúa Giêsu chịu chết nằm vậy. Amen. Thứ 14 thì ngắm khi linh hồn Đức Chúa Giêsu dậy khỏi xác xuống y ngục tối tông, cứu những linh hồn các thánh xưa ở đây đợi trông Đức Chúa Giêsu xuống y thế chuộc tội cho thiên ý hải. Bây giờ quan tướng cùng y nhiều người các quan thấy những phép lạ làm y vậy thì xưng dài rằng người này là con Đức Y Chúa Trời thật ý. Liền đánh ngực ăn năn vì đã phạm tội cực ý trọng ấy. Khi ngâm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh này y cha, mười kinh kính y mừng xin Đức Chúa Giêsu thương chúng tôi còn ở dưới thế, trông y ngày sau thấy mặt cực tốt cực y lành như các y thánh ở ngục tổ tông xưa. Amen. Thì thứ 15 thì ngắm khi xác Đức Chúa Giêsu còn trên thánh giá thì có một người các quan lấy đồng mà đâm cành nương nấu Đức Chúa Giêsu phải trái tim bây giờ mau cùng nước chảy ra. Xong lẽ khi ấy xác Đức Chúa Giêsu chẳng có đâu vì đã sinh thì nhưng mà lòng Đức Mẹ đau lắm như đâm trong lòng vậy, vì nó chẳng thương khi còn sống cũng chẳng thương khi đã sinh thì đoàn hai người trong đầy tớ Đức Chúa
cất xác xuống mà phó ở tay Đức Mẹ khóc nóc thương con chẳng có khi đừng. Đoạn tâm xác Đức Chúa Giêsu mà táng trong hang đá, cũng như cất xác Đức Mẹ với vì người thầm thiết thương con lắm. Khi cất xác con thì như cất ruột mẹ ra vậy. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy cha, mười kinh kinh ý mừng thương Đức Chúa Giêsu để cho người ta cất xác xuống đất. Xin cho chúng tôi nhớ đến những sự thương khổ Đức Chúa Giêsu xưa chịu vì tội thiên hạ, mà tích trong ý lòng chúng tôi cho đến trọn đời. Amen.